Thưa quý vị và các bạn, gần đây dư luận tại xã Gia Hanh, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh bàn tán xôn xao trước việc anh Nguyễn Hữu Hiển ở thôn Bắc Trung Sơn do mâu thuẫn gia đình đã tự tử vào ngày 20 tháng 2 năm 2015. 3 ngày sau, tại gia đình xuất hiện một con chim bồ câu trời. Nhiều người ở vùng quê nghèo này khi được hỏi đều tin rằng anh Hiển đã nhập hồn vào con chim bồ câu là có thật. Những lời đồn thổi thêu dệt mang tính mê tín dị đoan trên đã khiến cho dư luận ngày càng hoang mang và lo sợ. Trước sự việc trên, nhóm phóng viên của truyền hình Công an Nhân dân đã có mặt tại địa phương để tìm hiểu thực hư của câu chuyện này. Không mấy khó khăn khi phóng viên truyền hình Công an Nhân dân đã hỏi thăm gia đình anh Nguyễn Hữu Hậu, anh trai của Nguyễn Hữu Hiển ở xóm Bắc Trung Sơn, xã Gia Hanh, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Được biết, anh Hiển đã lập gia đình, hiện đã có con đầu lòng chưa đầy 4 tháng tuổi. Hai vợ chồng anh Hiển, chị Toàn vốn làm nông nghiệp, đời sống gia đình khó khăn. Được sự hỗ trợ của gia đình hai bên và chính quyền địa phương, dự định ăn Tết xong, anh Hiển sẽ làm một căn nhà mới. Thế nhưng tối mùng 1 Tết, sau khi uống rượu, do phát sinh mâu thuẫn gia đình, mùng 2 Tết, anh Hiển đã dùng dây thừng tự tử tại nhà riêng. Sau đó, gia đình đã chôn cất anh chu đáo và không có yêu cầu gì về giám định pháp y với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng. Vì căn nhà cũ bị phá dỡ, nên hiện tại anh Hiển được thờ phụng tại nhà anh trai. 3 ngày sau khi anh Hiển mất, tại gia đình anh Hậu xuất hiện con chim bồ câu trời. Hơn 2 tuần qua, con chim vẫn ở lại đây và được gia đình anh Hậu chăm sóc chu đáo. Thì em nghĩ là chiều mai ra thì nó sợ là nó không kiếm được mối á, thì nó chết với tôi nó. Về thì em thả đó thì cứ gào với nước thì em cho ăn thôi, ăn thì nó vẫn cứ ở đấy thì tối thì nó ra ngoài vườn ngủ, ngày nó vào đấy. Dạ. Thì vào nhà đấy thì nó cũng ở đấy, ăn lúc cuộc thằng sấn với thằng trong nhà đấy. Việc xuất hiện con chim bồ câu trời tại nhà anh Hậu đã khiến cả làng, cả xã xôn xao về câu chuyện kỳ bí của vong hồn người chết nhập vào con chim. Thực hư vấn đề trên chưa ai giải thích, nhưng những lời đồn thổi về con chim thì ngày càng lan rộng. Đi đến đâu, người dân trong xã đều bàn tán, thêu dệt về chuyện con chim trong gia đình anh Hậu. Nhiều người hiếu kỳ, tò mò, muốn biết thực hư đã đến xem ngày mùa đông. Chính quyền địa phương khẳng định đây là việc trùng hợp ngẫu nhiên và không có chuyện nhập hồn vào con chim như đã đồn thổi. Khả năng thì là bồ cấu, bồ con nuôi. Đấy, rồi thì tôi tưởng bay đi bay lại thì nhiều khi cũng cho gạo thì xuống án. Ngày đi ra ngoài cơn sánh đồ đi đếm thì có khí thì ông vô văn thơ đồ, thế có khí thì ông đồ đến tù á. Còn qua sự việc xảy ra thì về gia đình cũng không có vấn đề chứ là náo động đâu. Rồi là xung quanh cũng không có vấn đề chứ để xảy ra cái chuyện nói là mất tinh thần mất này khác. Đấy. Tuy nhiên thì có một xuất hiện như thế thì tôi báo cáo các anh là chúng tôi thì cũng chấn an tinh thần. Rồi thì cũng giải thích để gia đình hiểu và mọi người dân hiểu biết thôi. Chứ hiện nay thì đi vào hoạt động bình thường. Được biết, gia đình anh Hậu hiện tại đang nuôi chim bồ câu. Có thể nghe tiếng của đồng loại, con chim bồ câu trời đã trú ngụ tại đây. Sự xuất hiện của con chim bồ câu trùng vào sau cái chết của anh Hiển là một sự trùng hợp ngẫu nhiên và không có chuyện nhập hồn như người dân nơi đây đồn thổi.